Hoài Linh từng bị cấm nhưng Đạt Girl lại rất được lòng anh em nhà Cindy Lư. Gần đây, câu chuyện lung xung tình ái giữa Du Yên, Đạt Girl, Cindy Lư hay còn được biết đến là vợ của Hoài Lâm gây chú ý mạnh mẽ trong dư luận. Phía Đạt Girl cũng đã lên tiếng thừa nhận yêu vợ của Hoài Lâm gần đây và Du Yên cũng đã có những phản pháo đáp trả. Giữa những màn lời qua tiếng lại của Du Yên và Đạt Girl, cư dân mạng cũng tò mò suy nghĩ của Hoài Lâm trước chuyện bản thân Đạt Girl và vợ cũ của mình. Và mới đây, dân tình lại một phen xôn xao khi nghi vấn Hoài Lâm có động thái mạnh tay giữa drama tình ái của vợ cũ với Đạt Girl. Theo đó, cư dân mạng đặt ra nghi vấn Hoài Lâm có động thái phản hồi này từ một bình luận trên Facebook của tài khoản fanpage của nam ca sĩ. Ngay dưới bài đăng thông báo ca khúc Đời Có Mấy Khi đạt 1 triệu view sau 3 ngày phát hành đã thu hút đông đảo bình luận, trong đó có những nhận xét khiếm nhã liên quan đến lùm xùm gần đây của vợ cũ Hoài Lâm và Đạt Girl. Đứng trước những bình luận như thế, tài khoản fanpage của Hoài Lâm đã lập tức đáp trả và để lại bình luận có nội dung comment không liên quan sẽ tiếp tục bị xóa nhé mọi người. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là phía cuối dòng bình luận thì có thêm hashtag thằng admin, có nghĩa là dòng nội dung này do phía ekip Hoài Lâm thực hiện. Tuy đây cũng chỉ là admin fanpage của Hoài Lâm phản hồi trước những lùm xùm của vợ cũ và Đạt Girl, nhưng cư dân mạng cũng rất ủng hộ hành động này của phía Hoài Lâm. Họ cho rằng phản hồi này của ekip Hoài Lâm là rất cần thiết để thanh lọc bớt những bình luận độc hại không liên quan đến nam ca sĩ cũng như ca khúc mới của anh. Mặt khác, phía vợ cũ Hoài Lâm và Cindy Lư cũng đã khóa Facebook trước những lùm xùm vừa qua. Quay lại khoảng thời gian trước đó, nếu những ai có theo dõi chuyện tình của Hoài Lâm và em gái Gia Bảo sẽ thấy có khoảng thời gian cả hai gia đình bị ngăn cấm, không muốn cưới sớm vì còn quá nhỏ, gia đình muốn cả hai nên tập trung vào sự nghiệp trước. Thông tin cặp đôi không được ủng hộ từ phía người thân xuất hiện khá nhiều trên các diễn đàn và dần dần sau nhiều năm khi nhận thấy tình cảm của họ quá mặn nồng, gia đình mới dần cởi mở hơn. Tuy nhiên, khi Cindy Lư hẹn hò với Đạt Girl thì dường như mọi thứ đã khác hẳn. Sau khi nam ca sĩ chính thức công khai yêu vợ cũ Hoài Lâm, cư dân mạng cũng ngó sang trang cá nhân của loạt nhân vật liên quan, mà cụ thể là người thân Cindy Lư. Điều đáng nói là hầu hết anh em Gia Bảo đều ủng hộ chuyện tình này, bằng chứng là giọng ca bánh mì không xuất hiện trong các bữa tiệc thân mật của gia đình, cùng người thân của bạn gái chụp ảnh chung rất gần gũi như người trong nhà. Bữa tiệc sinh nhật gần đây nhất của Cindy Lư, nam ca sĩ cũng có mặt, ngồi cạnh nhau những người anh chụp ảnh kỷ niệm. Không chỉ có nam diễn viên Gia Bảo, mà đến cả người anh em còn lại vốn không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, cũng chủ động khoe ảnh vui vẻ khi gặp Đạt Girl. Cư dân mạng cho rằng việc ủng hộ chuyện tình sóng gió này cũng có nhiều lý do. Trước hết là giờ đây Cindy Lư đã trưởng thành hơn, làm mẹ, trải qua những tổn thương, có kinh nghiệm sống nên có thể tự đưa ra quyết định cho chuyện tình cảm, gia đình không còn phải lo lắng quá nhiều. Hơn nữa, cô đã đổ vỡ một lần, lại một mình nuôi hai con nhỏ nên khi có một chàng trai tình nguyện ở bên chăm sóc, yêu thương thì gia đình cũng sẽ yên tâm hơn. Được biết, trong dịp lễ vừa qua, nam ca sĩ còn đi ăn tiệc chung với gia đình Cindy Lư, song ca với người thân của bạn gái. Hiện tại, sự việc vẫn đang rất căng thẳng nên các thành viên trong gia đình Cindy Lư đều im lặng hoàn toàn. Họ chỉ cập nhật đời sống thường ngày, hoàn toàn không nhắc gì đến drama của cặp đôi.